trận chiến đầy đẫm máu, khi các cao thủ cùng nhảy chung một khu và cái kết, đồng đội lần lượt bị bắn gãy hết, còn một mình tôi xử lý gánh team lấy top 1 cực kỳ hấp dẫn. Hello mọi người, mình là Quyền DJ đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ tạo một cái event nhỏ nhỏ cho anh em chơi nha. Câu hỏi như sau, đó là trận này mình giết được bao nhiêu kill bằng khẩu tiểu liên và trong số đó là có bao nhiêu kill headshot. Bạn nào trả lời đúng và xem hết video này thì bạn đó có cơ hội nhận đến 5000 kim cương luôn anh em nha. Yêu cầu của luật chơi rất là đơn giản, các bạn like và đăng ký vào kênh thôi. Rồi, mọi người đã biết tin gì chưa? Hiện tại shop của mình đang ít hai nạp thẻ màu mình giả anh em nha. Các bạn nạp 50k thì được 100k, 100k được 200k. Cái số tiền mà được cộng đó các bạn chỉ dùng vào quay vòng quay may mắn thôi các bạn nha. Thì ok, ngày hôm nay cuối tuần rồi, mình sẽ mua một cái con acc ở trên shop của mình để mình tặng cho bạn nào nhanh tay và may mắn nhất nha các bạn. Thì hiện tại trên shop của mình rất là nhiều acc sale luôn anh em nha. Mình sẽ chọn con acc này đấy. Acc này mình chỉ sale với giá 119 thôi anh em ơi. Acc này giá 2.7 triệu đấy. Mình thấy rất là nhiều bạn thích khẩu UMP nên ngày hôm nay mình sẽ sale acc 3 khẩu nâng cấp, trong đó có UMP, MP5 và AK anh em nha. Rất là xịn luôn. Đó, ta đi sau vào xem chi tiết như nào đây. Ok, mình đã đăng nhập vào nick này rồi anh em nha. Bạn nào là tín đồ của UMP và MP5 và khẩu AK ấy, thì anh em hãy xúc nhanh cái con acc này thôi. Rất là xịn luôn anh em ơi. Đấy, khẩu này là level 7 này anh em này. Ngoài ra còn có khẩu MP5 này, MP5 level 4 anh em này. Đấy, ngoài MP5 thì có khẩu AK level 4 nữa, rất là xịn luôn. Có cả M1887 lục bao nữa anh em này. 2 năm đấm luôn, 2 năm đấm đẹp thế nhỉ. Đấy, các cái khẩu súng bên dưới thì chỉ số khá là tốt. Đấy, anh em nào mà xúc được con AK này cũng khá là may mắn anh em nhá. Đấy, link shop thì mình để dưới comment vào mô tả, chỉ dành cho một bạn nhanh tay và may mắn nhất thôi anh em nhá. Những cái AK sale như thế này thì rất là nhiều người săn nên các bạn cố gắng nhanh tay lên nữa. Rồi, chúc các bạn săn sale thành công. Link shop mình để dưới comment vào mô tả anh em nhá. Rồi, ta tiếp tục video thôi anh em ơi. Trận đầu tiên, đồng đội liên tục gãy và cái kết. Bắn phát nhau.
Trận 2 kết hợp xử lý tầm xa lấy top 1 cực đỉnh.